Iowa Legalis LT, dòng máy đầu tiên được áp dụng công nghệ LT của Daiwa. Đây là một cái mẫu máy rất là đặc biệt. Được cái công nghệ mới này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem. Và chào tất cả các bạn, đồ câu Phimax giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm của hãng Daiwa Legalis LT. Cửa hàng đồ câu Phimax có về cái dòng máy là 1.000, 2.500, 3.000 và 6.000. Và chúng ta hãy cùng xem đối với cái dòng máy này thì nó có gì đặc biệt. Thứ nhất là cái điểm nhấn mạnh của cái dòng máy Daiwa Legalis LT được Daiwa áp dụng cái công nghệ LT. LT đây viết tắt của từ lightweight, nghĩa là nhẹ và bền hơn. Đối với cái dòng máy này thì nó sẽ nhẹ hơn và cái bền hơn so với các cái máy cùng size khoảng 30%, nghĩa là nó sẽ rất là nhẹ, cảm giác của nó sẽ là nhẹ với cái size cùng kích cỡ. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái mẫu máy của Daiwa Legalis LC đây cho các bạn cùng. Nó có đến 6 cái công nghệ là ETD, E-Bell, E-Roto, những cái thông số như là Tube Digi-Gear và Aluminum Spool Aluminum Handle. Trên đây là cái con mà 1.000, nó có một điều rất đặc biệt là nó rất là nhỏ, nhưng mà có một cái điểm khác là như mình nói với các bạn ở đầu video, đó chính là cái việc Daiwa áp dụng cái công nghệ LT này vào, đó chính là nhỏ nhưng mà tải cá rất là lớn. Các bạn biết rằng từng các cái dòng máy 1.000 thì nó chỉ tải cá tầm 2 kg hoặc là 3 kg là maximum, nhưng đối với con LT này nó tải cá đến tầm 5 kg theo cái thông số của nhà sản xuất đưa ra, max 5 kg luôn. Và dòng máy 1.000 này thì ngay cả cầm cái cần UL ghép vào để chúng ta có thể chơi và bắt được, sẵn sàng bắt được những con cá chẽm luôn, như là tới 5 kg lận ha. Đây là cái thông số về dây, mọi người cùng xem qua ha. Ở đây người ta có mô tả rất là chi tiết như là năm bậc đạn này, trọng lượng có 185g ha. Các cái chỉ số về vòng quay cũng như là vô dây. Thì ở đây thì 1.000 đã đánh được những con cá 5 kg rồi, thì LC 2.500 được phân phối bởi đồ câu Fishmark. Về tất cả những cái thông số kỹ thuật ở đây thì nhà sản xuất có mô tả ở trên cái hộp ở đây nha các bạn. Các bạn cùng xem thông số. Đây là phiên bản Legalis LT 6.000. Tuy là 6.000, rất là nhẹ, chỉ có 320g thôi, nhưng mà tải cá cũng đến tận 12 kg lận. Và chúng ta biết rằng là đối với cái như thế này thì thoải mái đánh các cái dòng cá lớn, từ câu ngâm, câu biển chấp luôn, tại vì được bọc với aluminum mà, bằng nhôm mà, chống rỉ luôn ha. Thì nhìn cái thiết kế của nó mình rất là thích, nó khá là ngầu. Đó. Tay quay thì có thể đổi qua trái qua phải tùy theo mỗi người ha. Và thông số của 6.000 đây mọi người sẽ xem ha. Vừa rồi mình đã giới thiệu tới tất cả các bạn cũng như anh em cái dòng máy Daiwa Legalis LT từ các size 1.000, 2.500, 3.000 cũng như là 6.000. Thì anh em nào quan tâm hoặc là có cái thắc mắc thì có thể bình luận bên dưới hoặc để lại số điện thoại. Nhân viên phía cửa hàng sẽ trực tiếp về tư vấn cũng như là
giới thiệu chi tiết hơn nữa về cái dòng sản phẩm này, tư vấn cho mọi người máy câu phù hợp với cách câu của các bạn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nhận thông báo. Cảm ơn tất cả các bạn và anh em rất là nhiều. Chúc mọi người có những cái chuyến đi câu thật là vui vẻ và lên nhiều Google.